Nó ngon nhỉ, ăn nó giòn, ngọt. Ngọt tiết lắm nhỉ. Những anh em nào thích ăn cái món này rất là ngon và thèm rồi anh em nhé. Chiến đi. Mời cả nhà nhá. Mời mời đại đình. Sáng rồi, ba tiết rực rỡ rồi. Quá ngon lành, đồng nhỉ. Chào cả nhà các bà chú ơi. Nó đâu lại ra gặp bà chủ quán bát tiết canh nòng lợn vẫn như mọi hôm, nó ngồi bốc khói, bốc khói à. Quen thuộc ôi giọt mất mà giọt ra ngoài. Tiết này ngon đấy, đỏ rực rỡ, chân nó nửa nước đây. Rơi ra ngoài. Vậy là xong hai ba tiết rồi nhỉ. Ngon này cành đào. Ngon này cành đào. Đấy, buổi sáng là đĩa lòng to còn là vật vã. Làm ngon rồi. Hai ba tiết, lòng ngon tiết đẹp, con này lòng ngon. Tiết đẹp. Đấy. Dạ dày trắng phau. Ok đấy, chào buổi sáng ạ. Chào buổi sáng và chúc mừng cái đĩa lòng đã. Mời đại đình nha. Đại đình nha. Nhắm đi. Mọi người đi. Cứ dạ dày dã rồi. Lòng non dã. Non cả dạ. Giòn quá. Ngon. Nó giòn tan. Đúng vào năm này, hôm nay đi ăn sáng. Cá là ngon này cơ mà. Nó không ăn được, ăn nó không vào. Dậy quick luôn. Dậy nhỉ, dậy đấy. Rồi, miếng lòng già. Qua mấy ngày nó tiêm rồi, đêm nó không ngủ được. Sáng nay đẹp miếng lòng non. Hôm nay nó mới 3 tuổi không? Năm nay ạ. 65. Dạ. 59. 59. Rồi hả? Mấy cái đồ về lẹ đi. Cái đôi có gì? Đấy, thứ hai miếng này là ngon đấy. Nó ngon, nó ngon. Cho thêm hớp con nữa đây. Vẫn còn thêm hớp nữa. Chưa đủ đô. Đấy. Vẫn chưa đủ đô, vẫn còn cốc nữa. Ui rồi. Cụ tiểu lượng còn là khỏe lắm. Thanh niên ăn được uống được con cháu nó mới nhờ. Ăn không ăn được con cháu mới sợ. Ăn được, ăn được cứ phải lên ăn. Con cháu mới nhờ. Thỉnh thoảng còn trông các cháu thôi, chơi với các cháu cho nó vui. Chưa tối thì thôi không uống. Có bữa sáng luôn. Thế là được, sợ mới uống cả ngày mới sợ. Năng niêng bia cả ngày mới sợ chứ. Không bao giờ uống.
cứ gọi là uống bữa sáng là trưa chiều nghỉ cũng được. Nghỉ. Đấy là cho nó khỏe người. Nhìn xiên đội đi lục địa. Đấy, dày đấy. Này như ngọn rau muống. Nó kèm cái miếng nào ngon. Lâu không chơi tên anh B. Cái B này có ngon. Ở đây này, ngày nó kiếm mấy triệu. À, nhiều đấy là người ta cái nghề của người ta rồi. Cái nghề đấy. Cái nghề bởi lê ở chợ. Gặp công an đến là chạy tót đi. Như cái thằng này xin cái miếng mà ra kiểu cho đi mẹ mày, mày mù à, nó chân tay cái kia này đi ăn xin nó. Nhìn to khỏe hơn thanh niên. Hơn. Cơ bắp như thế. Thế là còn đi xin cô liên. Đấy, họ chửi lên. Ông làm bác sở này, chó nó ăn ở trên nào luôn. Về Đặng mới là về Điền. Ở đấy cả bên Điền. Bên Điền có cái quán nào đâu, bia bỏ cũng khó đâu. Tao mẹ đi mua ở chợ còn ăn cắp ở Điền. Làm cho chấm miếng lòng già vậy. Cái thằng cương thiếu nó bán cao đô đấy. Là nó cũng hay cũng cung á. Cái bà đấy thấy mũi mi mũi đạn làm ba cao đô vào gấu áo. Nó dí dàn cái áo vào. Nghe cái cá này. Mạnh như nó hết rồi. Áo nó thích vào tay thì chắc chắc rồi. Đâu có chị. Cho nên là chuyện đến thăm chắc tí lên đấy chứ ngươi tôi đấy. Cho nên là diện ba năm thì nó sẽ cái nàng. Đem trộm cho dễ. Nói chuyện gì vậy? Cứ sáu bầu đây là mình không để ý là mất. Thằng chuyến nào đi phố tôi bảo dân biển. Người kia xách cái bắt đầu là đi nó cũng về. Nó biết. Liệu như cần. Tiền tính tiền không biết tính chẳng biết nào. Phá đi thôi. Dạng... Đây nạc đây. Răng này, tự răng này. Tự sửa đi. Răng luôn là 2 bát luôn. Nạc xe sẵn rồi, thế là rắc rồi. Rồi sửa đi. Cái việc người ta cần mình. Hôm qua thì ý là bà lợp có ba ông thôi. Ừ, nhưng hôm nay là kiểu thiếu. Ba ông thấy thiếu thì bắt buộc phải thêm. Chiến đi. Mời cả nhà nha. Rồi mời đại đình. Sáng rồi ba tiết rực rỡ rồi. Quá ngon lành. Đồng nha. Ngọt nước. Ngon. Đánh đúng tầm ăn ngọt. Mèo chết được à? Mèo đang gào được. Bạc mè rồi. Mèo đang gào được. Mèo nuôi mấy con để nuôi cứ tầm gần 2 cân rồi mất. Le thì xích suốt. Cải chỗ đấy không biết thằng nào chứ. Đấy, buổi sáng là xong bát tiết ngon lành. Mua ăn
ăn được, cái sáng là bắt tiết nó mát. Thế thôi. Vài ngày là đúng ngon, nhưng còn ngày nào ăn chán. Tôi là tháng tôi không ăn. Cái nồng cái cháo này hôm nào tôi chả có mặt. Ăn cơm ở nhà có, vợ nó mua cái cuốn rồi, những nhà đi mẹ đi mẹ bắt cháo cái nồng thế mất mẹ ban đêm. Đấy là sáng ba tiết. Đến đây toàn làm. Đến làm nó dạ. Làm miếng thèm quá rồi. Dạ. Kiểu à. Cái này. Có chưa? Có rồi, nó còn miếng nữa. Ủa, mình sốt sốt mà không ăn được. Nó ngon nhỉ? Ăn nó giòn, ngọt. Ngọt tiết lắm mày ạ. Những anh em nào thích ăn cái món này rất là ngon mà thèm nữa anh em nhé. Lượng mình đưa cái đoạn từ clip này nhá, hẹn cả nhà xem clip tiếp theo. Mọi người cố gắng cho Trương Nghĩa một like một đăng ký là những clip mà tôi sẽ gửi cho mọi người vào tất cả các đứa nhá. Đấy, bà chủ quán chào quán ra nào. Đấy. Chào.